Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến kênh của mình. Hôm nay mình sẽ dạy các bạn móc một mặt kẹp hình cầu vồng. Để móc mặt kẹp này thì đầu tiên mình sẽ móc vào đây là 5 mũi móc xích cho một vòng tròn ma thuật. Sau đó mình sẽ móc tăng dần lên, mỗi màu sẽ là hai hàng. Sau khi móc xong thì mình sẽ móc phần mây nhỏ này mình sẽ móc vào đây là 10 mũi móc đơn cho một vòng tròn ma thuật. Mây to mình sẽ sử dụng là 10 mũi nửa kết cho một vòng tròn ma thuật. Sau đó mình sẽ đánh các phần với nhau. Và len mình sử dụng đây là len mi cô tông. Nếu các bạn thích video này thì hãy cho mình một like, một share, một subscribe nhé. Nào, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Mình cần chuẩn bị các nguyên liệu vật liệu sau đây: một cọng len màu đỏ, một cọng len màu vàng nhạt, một cọng len màu trắng, một cọng len màu hồng, một cọng len màu tím, một cái móc, một cây kim, một con dao. Mình sẽ tạo một vòng tròn ma thuật. Móc vào đây cho mình 5 mũi móc đơn. Sau đó mình sẽ rút phần len này. Mình sẽ không rút hết phần len. Nâng lên cho mình một mũi móc xích. Móc vào đây cho mình một mũi móc đơn. Cho mũi tiếp theo mình sẽ móc vào đây 2 mũi móc đơn và một chân. Cho mũi tiếp theo một mũi móc đơn. Sau đó mình sẽ đổi màu lên. Phần tiếp theo cho mũi đầu tiên mình sẽ móc vào đây một mũi móc đơn. Cho mũi thứ hai mình sẽ móc vào đây một mũi móc đơn. Cho mũi thứ ba mình sẽ móc vào đây 2 mũi móc đơn và nhấc chân. Mình sẽ móc một cụm tương tự như đã vậy. Nó lên thì sẽ bắt nó phần lên lại. Cái mũi đầu tiên mình sẽ móc vào đây một mũi móc đơn. Cái mũi thứ hai một mũi móc đơn. Cái mũi thứ ba hai mũi móc đơn và một chân. Cái đó mình sẽ móc tương tự như vậy.
Sau đó mình tiếp tục đổi màu lên. Một, hai, ba. Mũi kế tiếp 20 móc đơn của một chân. Mình sẽ lặp lại tương tự như thế.